Xin chào bà con nha. Thì sáng nay Út đang ra chuồng heo mọi người. Út quay cho mọi người coi nha mọi người. Hai cái con heo này á là Út chia lại của cái anh kia để về làm giống á mọi người. Đây này, đó. Này là hai con heo cái thôi. Mà nó đang ăn cám á, nó chưa có ăn bã đậu bao giờ. Mà lúc mới về nha, nó chê nha. Bây giờ nó ăn, nó bắt đầu ăn rồi mọi người. Nó ăn kiểu như giống như là tiểu thư không, kén chọn mọi người. Nhưng mà nó đã chịu ăn rồi mọi người. Còn ngày đầu tiên á, nó không ăn luôn á đó. Cái này là bã đậu ủ với me với đạm thủy phân á mọi người. Đạm thì mọi người có thể thay bằng đạm bằng cám đậm đặc hoặc là đạm nào cũng được, miễn sao nó hiệu quả mà nó lại tiết kiệm chi phí là được. Nhưng mọi người đạm cá cũng được ha. Đây, bây giờ nó ăn rồi. Còn trời ơi, mấy ngày đầu về nó không chịu ăn gì hết mọi người. Thấy ghét lắm. Út đang kiểu muốn bỏ cuộc á, chứ tại vì thấy nó không ăn 2-3 ngày rồi, 3 ngày luôn mọi người. Thấy cái bụng xếp ve à, sợ nó ảnh hưởng á. Kiểu nhưng mà gắn thêm qua ngày thứ tư là bắt đầu nó ăn mọi người này. Đó, giờ nó ăn rồi đó. Nó có ăn là được. Với lại nhưng mà nó có ăn nhưng mà nó không ăn nhưng mà vẫn uống nước mọi người. Cho nên là mình cũng đỡ lo lắng. Bởi vậy bà con nào mà đang nuôi dê hay nuôi bò hay là nuôi heo á, mà đang bắt từ cái trại khác về mà nó ăn cám á mọi người, thì mọi người nên kiên trì tập cho nó 2-3 ngày nha. Tới ngày thứ tư mà nếu nó không ăn thì mình mới dặm thêm. Chứ mọi người đừng có bỏ cuộc giữa chừng nha mọi người. Tại cái bã đậu này mà ủ men á, nó rất là tiết kiệm chi phí luôn. Mà heo nó phát triển Út thấy nó cũng bình thường, chứ nó không có phải chậm hay là bị ảnh hưởng gì tới tiêu hóa hết trơn á. Đây nè mọi người. Đây, sáng nay nó còn lạnh á, cho nên là Út vẫn để bóng điện ha. Út đưa máy vô đây qua cho mọi người coi nè. Đây là cái bầy heo mà nó còi cọc á mọi người. Đó, bây giờ nó đã to rồi. To chắc cũng được, cái này chắc được 4,5 kg rồi mọi người. Còn cái con heo mà nó bị bại mẹ nó đạp á mọi người, nó to. Chắc cũng phải 7-8 kg rồi đó. Đó, nhìn nó ngồi vậy thôi chứ nó to lắm mọi người. Đây. Với lại là sáng nay là Út vừa mới á. À, để Út rút. Út đây nè, mua cái chai này nè mọi người. Để Út ấy cho mọi người coi nha. Mờ quá. Cái chai Dema spray này nha mọi người, xịt dung dịch sát trùng ha. Cái này thì công dụng là chống viêm, chống phù nề, dị ứng, chữa các bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn da, vết thương, vết trầy, vết bỏng, nhất là vết thương á mọi người. Nếu mà nó bị lở hay gì mọi người xịt vô cái là nó khô sau khi mà nó xịt lên luôn á. Cho nên nó mới gọi là cái spray này mọi người này, giống như là một cái lớp màng vậy đó. Đây ha. Đó. Út mua về để Út xịt cái vàng heo này nè mọi người. Nó bị heo bên kia đó mọi người thấy ở đây có cái một cái con không? Cái lông nó không có được đẹp. Thì cái giống heo của nó là cái lông xác như vậy, nhưng mà Út vẫn cảm giác là hình như là nó có vấn đề gì đó mọi người. Cho nên là Út mua cái này để về xịt để cho nó chắc. Mọi người thấy nó. Đây nè. Đây là cái vàng heo. Heo mới lên của Út này đó. Nó ăn bã đậu hoàn toàn nha mọi người. Tại vì đáng lý ra là nó ăn bã đậu nè, với cám bắp, ủ men, với đạm, với lại rau. Nhưng mà đa số là 70% là Út cho nó ăn cám gì ta, bã đậu, ủ men với đạm ha. Đó mọi người, nó vẫn ăn rất là phát triển, rất là tốt mọi người thấy không. Đây nè, mấy con này chắc cũng 7-8 kg rồi. Đó, Út dùng lại cho mọi người coi nha. Nó ăn bã đậu mà làm như ăn xương ăn gì, nhai két mọi người thấy không. À, thấy Út quay video nó sợ mọi người. Đó, cho mọi người coi ha. Đó. Đây. Nhìn ghét mọi người ha. Đây Út đi ra chuồng khác cho mọi người coi nha. Đây nè, ở đâu rồi ta? À đây. Đó. Đây nè mọi người thấy cái người tụi nó không? Tím ngắt hết không? Đây nè. Út với ba Út vừa mới bắt xịt đó nè. Trời ơi, phê lắm mọi người. Nhỏ không xịt được, chứ còn mà to quá là bó tay luôn á. Là xịt cái chai này, cái chai giống như chai thuốc tím á. Xịt cho nó kiểu nó không có. Cái lông nó, cái giống của nó là cái lông xác thì không nói, nhưng mà kiểu giống như là nó nhỏ quá, Út không có dám tắm nó mọi người. Cho nên là Út cảm thấy giống như là bị em bé mà có xích trâu vậy á. Cho nên là Út mua về Út xịt luôn. Xịt để mình phòng trước đi, biết đâu là nhiều khi nó bị ngứa ngáy hay gì á, mình xịt cho nó sạch. Đó mọi người. Đó, hay nó gại chắc là nó bị ngứa do dơ. Cái chuồng thì nó không có dơ, nhưng mà cái người nó thì Út không có tắm á, tại trời lạnh Út đâu có dám tắm đâu mọi người, sợ nó bị cảm.
là Út xịt lên nè. Tại vì thằng em Út á, nó kêu là cái chai đó mà giống như vết thương hôm bữa cái con heo rừng rặc của nó mua về bị người ta bẫy đập á mọi người, nên nó bị gãy một cái chân, nó bị đứt một cái chân luôn, một cái khớp chân đằng trước luôn mọi người. Thì nó mua về nó xịt cái là vết thương nó khô luôn mọi người. Bây giờ con heo đó ngon lành rồi, nó kêu là qua năm nó đem tới nó nhảy cho Út. Nó cho cái con heo rừng rặc á nó nhảy cho mấy cái bầy heo cái của Út nè. Hy vọng là ra cái dàn heo F1 nó đẹp. Mọi người thấy nó ăn không? Nó liếc liếc Út kìa. Tại vì Út hồi nãy Út vừa mới bắt nó, xách đầu lên. Đây. Ở đây. Còn đây là cái dàn heo Út vừa bữa trước Út đi Sài Gòn thì cái anh kia anh tới thiến mọi người. Thì sau khi thiến á mọi người thì nó sẽ bỏ ăn. Mấy cái con thiến nó sẽ bỏ ăn. Tới hôm nay là ngày thứ 3, thứ 4 rồi mà nó bắt đầu nó ăn lại từ từ, mà nó ăn rất là yếu luôn mọi người nè. Cho nên là bà con mình nếu như mà heo mà đã bị lớn quá rồi á thì mọi người lúc mà mọi người thiến mọi người nên cẩn thận nha. Thì mấy cái con heo mà Út ở trong này có 5 con heo đực Út đã thiến, nhưng mà có 2 con là nó rất là kiểu giống như nó lơ ăn rồi. Một con hôm qua đã lơ mà hôm nay đã ăn lại. Còn cái con này mọi người nè, đó, nó có ăn nhưng mà ăn rất ít. Út đã chích thuốc giảm hạ sốt tiêu viêm cho nó thì nó đỡ hơn. Chứ hồi hôm qua là nó kiểu nó rất là kiểu yếu đứng không nổi luôn á. Cho nên là nếu như bà con nào mà có heo mà mới đẻ đồ á, thì mình nên cỡ chừng 1 tuần hay là 2 tuần gì đó mình nên thiến luôn. Chứ đừng có để to như thế này. Như thế này là chắc cũng được 19-20 kg rồi mọi người. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình hồi phục rất là lâu, với lại nhiều khi nó đau, nó mất máu á, nó đau nhiều á, mà mình nuôi thì nó sẽ kiểu lâu lớn nữa. Nhưng mà heo á mình thiến ngay từ đầu á thì nó sẽ to hơn nhiều. À nhiều người hỏi là sao mình phải thiến heo, nếu mà mình không thiến heo thì có được hay không. Thì nếu mà mình không thiến heo thì mình để những cái con heo đó để làm giống thì ok mọi người. Nhưng mà nếu mà để bán thịt á, thì mình nên thiến. Thứ nhất là heo nó mau lớn. Thứ hai là heo nó không có bị hôi á. Cái thịt heo kiểu giống như là khi mà con heo nó bắt đầu nó có tinh rồi á, thì cái thịt của nó sẽ hôi mọi người. Còn những cái con heo này của Út nè, hôm bữa cái anh đó anh tới anh thiến dùm là anh nói là heo này nhảy được luôn rồi. Tại vì nó có tinh rồi á. Cho nên là thiến nó mất máu nhiều. Bởi vậy anh phải kêu đi mua cái chai cái gì ta cầm máu. Mọi người thấy một cái con kia nó đứng không? Đó. Nó đứng nè, nó bỏ ăn mấy ngày nay nó bắt đầu lòi sừng sừng rồi kìa. Nó không chịu ăn, còn mấy con kia thì vẫn ăn ha. Đấy. Bởi vậy là rút kinh nghiệm. Cái này là do mấy con heo này là Út nuôi chơi, Út thả bên đường luôn, Út nuôi chơi chơi thôi. Cho nên là mình cũng không có quan tâm là thiến hay không thiến. Nhưng mà bởi vậy Út cũng thiến ở cái giai đoạn này để coi, để mình cũng có một cái trải nghiệm là chừng sau là Út sẽ heo mà heo cái ở trại mình đẻ ra thì Út sẽ thiến ngay từ khi chắc cỡ 1 tuần hoặc là 2 tuần. 2 tuần thì vẫn thiến ok. Nhỏ nhỏ cỡ chừng 5 kg là thiến đẹp mọi người. 5 kg nhưng mà cái thể trạng nó phải khỏe, chứ không phải 5 kg mà nó yếu thì mình thiến vô nó cũng ảnh hưởng lắm. Đó, đây. Ở bên kia quay con này thôi. Ở bên kia bây giờ nó ăn mọi người này. Đó. Thì đó mọi người. Cái bã đậu me này nè, trời ơi mấy con heo này nó ăn thích đó mọi người, nó ăn mà kiểu sạch sẽ luôn á. Cho nên là Út quyết định Út gầy ra nhiều heo vậy chứ trời ơi làm không hết việc mọi người. Việc nhiều lắm. Đây nè. Đây. Đó thì nó ăn trời ạ. Nó ăn vậy chứ. Tại vì Út đang quay video nó không có chịu không có chịu ghi hình mọi người, cho nên là nó kiểu sợ sệt chứ nó ăn dữ lắm. Đây. Đó. Chui nhà nó ăn cỡ chừng một chút nữa Út đi vô là nó ăn xong rồi đó. Nãy giờ Út quay video cũng được 10 phút mà nó ăn chắc được hơn nữa. Chưa có xong. Đó. Thì với lại là heo á mọi người, nếu như mà mọi người mới nuôi á thì mọi người nên mua những cái con heo nhỏ nhỏ thôi, đừng có mua heo to quá. Nhất là đừng mua heo cái ha. Heo cái thì ở những cái trại nào mà nó uy tín và mọi người phải coi nó đàng hoàng không á thì mình nên nhập giống, chứ không heo mà nó kiểu bị
kiểu bị bệnh này bệnh kia, có nhiều vấn đề mình mang về mình nuôi lần đầu á, thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm á, thì rất là khó nuôi luôn. Với lại là mọi người biết không, những cái heo nè, heo của Út ở đây á, là Út từ có nhiều nhiều giống đực khác nhau cho nên nó ra những loại heo khác nhau, cũng là heo rừng lai nhưng mà nó không có bị trùng huyết á mọi người. Thì có rất nhiều anh chị là lần đầu nuôi hay là sao á, nhưng mà kiểu lấy anh em nó cho kiểu nhảy với nhau á, thì nó sẽ đẻ ra những cái đứa con đó mà khi mà mình bán ra ngoài á, người ta không biết, người ta mua về người ta làm giống thì rất là tội á, cho nên là bà con mình lưu ý ha. Tại vì trong chăn nuôi mà mình nên nghiêm ngặt ngay từ đầu, tốt nhất là nên đổ đực từ nhiều con đực khác nhau chứ đừng có đổ chung rồi bắt đầu mình lấy anh em nó để nó nhảy chung với nhau á, thì nó sẽ kiểu bị trùng huyết đồng huyết á mọi người. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình phát triển khi mà người khác người ta mua về người ta làm giống á, thì rất là tội luôn. Thì Út quay video chia sẻ như vậy thôi để bà con mình có thể xem theo dõi những cái đàn heo của Út trong cái quá trình mà Út nuôi như thế nào ha. Hẹn gặp lại bà con ở những video chia sẻ sau nha. Nếu như mọi người quan tâm tới những video của năm mới 2021 thì mọi người đừng tiếc một lượt đăng ký cũng như bấm vào quả chuông á, thì mọi người mới nhận được video đầu tiên từ trại Út Bách lên nha. Út sẽ cố gắng ghi hình hàng ngày, tại vì là Út nuôi nhiều con á, cho nên là Út sẽ ghi hình hàng ngày, mỗi ngày một con đi, để cho bà con mình có thể theo dõi sát sao được cái quá trình mà chăn nuôi những cái con này như thế nào. Biết đâu thì mọi người thích cái con nào đó trong những cái con mà trại Út đang nuôi á, thì mọi người có thể đưa về trại mọi người nuôi ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.